Chào quý anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc quý anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hôm nay Xuân Thiệu có vào đây về trong nhà ông già Mít Tủa này nhé mọi người. Hôm nay vào đây thì cũng có cái tấm bạt để mang vào cho ông già Mít Tủa để lợp lại cái mái nhà của ông. Ở những cái video trước thì Xuân Thiệu có chia sẻ cái nhà của ông là cũng có gió mưa là bay hết rồi nhé mọi người. Thì hôm nay Xuân Thiệu còn phải ăn cơm mà ông Tủa ơi. Nó mò à? Ồ, thế sao không lấy cái gì về ấy vào? Đấy, bây giờ thì có cái món gì đấy? Bao. Bao à? Sao ông không lấy cái gì mà kê lên? Ôi ồ, cái này mà thấy cá à? Có món cá à, cái gì đây? Ăn chè đã chứ. À, ăn chè cá cho một tí cá cho vào cơm ướt. À dạ, lấy cá vào để nấu canh à? Ui dồi, đây cho mọi người. Có ông này thì chỉ ăn mèn mén nhá. Món mèn mén này ăn với canh cá này nhá. Cái cá này ông đi câu là ông lấy ở đâu ấy? Chè này ăn nó ngon lắm. Hả? Cái từ gì đây? Từ cứ nông cho cứ đè rồi cứ muốn. Em nhà đây câu cho ăn nữa. À anh ở nhà ở đây câu cho để ăn à? À đúng. Ủa, thế bình thường là thế bình thường thì ông ăn mấy cái gì thôi? Mình thì nó ăn chỉ gì chỉ lo liền. Nó chứ. Thế là ăn muối thôi. Ăn muối á? Ăn bắp cùng thôi. Ăn muối cái mấy mèn mèn á? À. Ồ, thế này nhá mọi người. Thế hôm nay thì Xuân Thiệu có vào đây cũng gần tối rồi ấy. Cũng sợ tối nay là trời mưa to, ông lại vất vả, ông lại phải chạy sang nhà em hàng xóm này ngủ. Nên là cũng vào đây thì cũng tình cờ gặp ông đang dùng bữa. Có cái chỉ có món mèn mén này mới lại cái cá mà có cái này là chắc là cá câu ở sông Nho Quế đây à? Thì hôm trước Xuân Thiệu có vào đây có mua cho ông một ít một cái chiếu và ít cái giá để bát này nhá mọi người. Đấy, thì thấy cái nhà của ông ấy dột ướt hết rồi. Đây, đây. Đây mưa xuống vẫn còn thành vũng nước nhá. Cái mái của ông này nhá mọi người. Đấy. Cái mái nhà của ông này tối hôm nọ là bị mưa to, gió lớn đâm ra cũng thốc bay hết rồi. Cái mái nhà của ông này dột khắp rồi nhá. Thì hôm nay Xuân Thiệu có vào đây để mua cho ông một cái miếng bạt che tạm cái mái nhà cho ông để ít nhất là cho cái chỗ ngủ của ông này cho đỡ dột xuống để ông có thể yên tâm ngủ tại vì tối nay sợ trời mưa ấy, thì đài báo là cũng tiếp tục có mưa to theo dự báo thời tiết mấy ngày tiếp diễn thì có mưa to nữa nên là hôm nay cũng cho dù cũng khá muộn rồi nhưng Xuân Thiệu cũng cố gắng vào để mang cho ông cái tấm bạt này cho ông che cái mái nhà để cho ông đỡ vất vả hơn. Nửa đêm nửa hôm thì ông cứ mưa xuống ông toàn phải chạy sang nhà em hàng xóm để ngủ nhờ thôi. Ông ăn xong chưa? À, no more à? Xong rồi. Xong rồi. Ôi ông lại nhặt hết những cái gì mà vào hết cái giá bát thế này, những cái túi này thì ông cứ đừng để vào đây nữa nhá. Hôm trước có mua cho ông một cái giá để bát cho sạch sẽ. Cái nhà của ông ấy cái mưa to hắt vào hết các chỗ này, đâm ra những cái đồi điêu ông cũng không để xuống dưới đất được. Bây giờ lấy cái giá này vào cho ông để ông để bát, bây giờ những cái nồi ông để dưới phía dưới này cho nó sạch sẽ. Ê, cứ ăn xong là ông phải làm một điếu thuốc này à? Hả? Khẩu danh. Khẩu danh. Khẩu danh là hút thuốc hả em? À, khẩu danh. Ông hút ít thôi. Tại vì ông đã gầy thế này, ông hút nhiều ấy, lại càng gầy thêm ấy. Ông phải không hút thì ăn nhiều vào cho béo lên để mới lấy được vợ nữa chứ. Khẩu danh. Đây gọi em. Đây nhá ông ơi, hôm nay cháu vào đây cháu có mua cho ông một cái tấm bạt này nhá. Để căng lại cái mái nhà ông nhá cho đỡ dột để ông mưa xuống đỡ phải đi sang nhà
bên cạnh này để ngủ nhờ. Vì cũng mấy lần Xuân Thiệu vào đây chia sẻ, thấy ông cứ bảo là mưa đêm xuống mưa to ấy, cũng không ngủ được ấy, toàn phải chạy sang em hàng xóm để ngủ nhờ ấy, thì cũng thấy tội cho ông quá. Tại vì cứ đêm hôm ấy mưa gió thì ông cứ một mình ấy, cũng không biết thế nào được. Nên là cũng mua, cũng Xuân Thiệu cũng trích một ít quỹ của chị Phương. Cái tấm bạt này thì mua hết 220.000 nhé mọi người. Cái này nó bán theo mét, là cứ 22.000 một mét, 22.000 một mét dài. Cái này là rộng 4 mét và dài 10 mét, thì là nó vào 40 mét cái tấm này. Mà còn cái dây này nữa, cái dây này là tổng cái dây này là 20.000 chỗ này. Tất cả cái chỗ bạt với dây này là hết 240.000 để căng cho ông. Em ơi, xong rồi em hộ anh để ấy cho ông một cái nhé. Hôm nay thì vào đây thì cũng gần tối rồi, thì anh sợ tối nay trời nó lại mưa. Mưa to ở đây thì cứ thường thường tối đến là mới hay mưa nhỉ. Hay mưa đâm ra là ông không ngủ được ấy, cứ toàn chạy ấy. Đêm hôm thì ông một mình cũng không biết thế nào được, mưa gió thì lắm lúc rồi em cứ ngủ kiểu nửa đêm ấy, ngủ cũng không biết là như thế nào, tại vì ông có tuổi rồi. Mưa to gió to nữa. Đây nha mọi người, cái căn nhà của ông này, cái chỗ giường của ông này là cũng lún sụt hết rồi, dột hết xuống giường của ông ấy. Một mình ông ở cũng rất tội. Cũng không biết là cái miếng bạt này nó có to hết bằng cái mái này không nữa, nhưng mà cứ lợp căng cái chỗ trên giường của ông này trước, còn bên kia thì nó có hụt một tí cũng không sao, kệ nó thôi. Bây giờ em ấy ra cái này của anh cái. Ông Tú ơi, ông hộ em ấy cái bàn này căng lên mái đi. Kéo kéo dài ra. Nó có chiều dài đấy em ạ. Bây giờ ấy nó rộng ra. Em lấy sang bên kia cả. Sao xong lấy cầm một cái bên đấy, bên này xong mình vắt sang kéo sang cái là được. Tại vì cái này nó rộng 4 mét mà. Nó dài 10 mét, mỗi bên xuống 5 mét thì chắc là thoải mái đủ. Đấy. Lấy em lấy cái dây về buộc vào xong rồi vắt qua xong kéo kéo sang là được. Đấy. Cái dây nó dài mà, không biết là có 4-5 sợi gì anh cũng không biết. Nhưng mà mua 20.000 thì được 5 sợi à. Nối nhau vào là được, xong rồi buộc vào cái bạt này là mình lôi sang là được. Mới hôm vừa rồi ở trong này mưa to nhỉ. Thì ở trong này thì có hai bên là hai cái vách đá núi cao ấy. Mỗi một lần mưa gió là đúng cái luồng nhà ông Tủa này luôn. Nó giật những cái mái nhà của ông đã bung lên hết rồi. Ở trong nhà dột đấy. Em buộc túm nó vào xong rồi sang bảo ông sang bên kia lôi. Ông sang bên kia lôi đi. Từ từ đã em ơi, từ từ đã. Anh ấy sao? Này nó rộng. Đúng rồi, cứ lôi đi. Đó. Sang hết chưa? Hả? Vừa chưa? Đấy, xong rồi em cứ lôi sang nữa đi, xong rồi hai bên đều nhau mình kéo ra là được. Kéo xuống nữa đi.
Cầm bây giờ cầm góc lắm, kéo xuống hết thế này hai bên để đấy, bên này còn rộng lắm em ạ, đủ thua xuống thoải mái dưới ấy này luôn. Đấy, cứ gió cho dù những cái vách ngăn nhà ông này nhá mọi người, cũng trên không dột thì những cái vách này gió nó mưa hắt vào hết trong nhà ông. Đấy, cũng mua cho nó rộng thế này thì cuốn được hết xuống vào cái ấy của ông luôn. Ui trèo hẳn lên cơ. Đấy, kéo là ở đi cẩn thận nhá, con cái này nó mục hết rồi nhá. Chiếu là che bên cái chỗ giường nhà ông kia thôi, cho khỏi rột xuống cái mái nhà ông ấy, cái giường nhà ông ấy. Cái đấy là cái mê ấy, ai em cẩn thận một chút nhé, không thì là gãy đấy. Này thì cái tấm bạt này nhé mọi người, nó chỉ có thành chiều rộng chỉ được 4 mét thôi. Đấy, còn chiều dài thì mình lấy bao nhiêu thì họ cắt bằng đấy. Thì hôm nay Xuân Thiệu cũng lấy là 10 mét dài. 10 mét dài, cái tấm chỉ được 4 mét rộng. 4 mét rộng thì cũng vừa gần như là vừa hết cái nhà của ông này. Bên này còn chỉ hụt một chút thôi. Vì cái... vách của ông đến đây rồi nhé mọi người. Đấy, là cũng gần hết cái nhà. Còn những cái này thì buộc ấy nó vào thì để cho mưa đỡ hắt vào. Thế này là vừa, bên này là được rồi. Xong tí nữa mình buộc nó ấy vào thế này để mưa nó khỏi hắt vào ấy, chỗ giường ông này này. Tại vì cái chỗ giường ông này mưa hay hắt vào ấy. Đấy, chủ yếu là cái trên giường của ông này thôi, để cho mưa đỡ rượt xuống, tại vì cứ mỗi lần mưa ấy, cái giường của ông toàn bị rột đấy, nhưng mà ông không ngủ được. Bây giờ thì che chủ yếu là cái phía bên giường của ông này trước nhé mọi người. Đồng chí này cắt cỏ về cho bò hay dê đấy. Quanh này toàn là những cái, nhưng là cái dậy sông ấy, bây giờ không dòng cái gì, đang cỏ mọc hoang đầy hết nhá. Đây bên này bản lúng linh bên này nhá mọi người, hiện tại thì cái nước sông vẫn còn nhiều lắm, cũng chưa sang bên nhà ông Muôn được, tại vì mấy ngày vừa rồi nó mưa đấy. Đấy, ông buộc nẹp vào cái dây có đủ không? Bây giờ buộc vào cái cọc kia em ạ. Đấy, em buộc một vào cái góc bạt đấy, xong rồi kéo vào cái cọc ấy, buộc chắc vào là được, nó gió nó không thổi đi được ấy. Em buộc bốn góc xong rồi nẹp vào thế này là nó cũng chắc, tại vì ở trong này theo cái luồng gió thổi rất mạnh nên là phải nẹp chắc vào cho đỡ bay. Hôm nay có cái bạt này chắc chắn là ông tối mưa là cũng không phải chạy nữa nhá. Cứ yên tâm mà ngủ thôi. Ông vừa rồi này cứ vào trong này để gặp ông ấy, ông cứ rất lo lắng, cứ bảo trời mưa thì ông rất lo lắng, tại vì cái nhà của ông ở cũng chỉ che được nắng thôi, còn mưa to thì ông toàn phải chạy nên là rất thương ông. Đấy, buộc chắc thế vào là phát này là
gió không ấy được là được, nẹp vào. Đấy, buộc bên dưới vào chắc nữa là quá chắc chắn đấy mọi người. Đấy, buộc bốn góc rồi nẹp vào thì cho gió không bay được. Tối có mưa gió thì ông cũng yên tâm ông ngủ. Đấy, trên cái giường của ông ấy, mọi người. Cái bạt này thì cũng tương đối yên tâm. Khi mưa to xuống thì ông cũng không sợ bị dột ướt giường nữa. Đấy, xong rồi cái này nếu mà tin mình lên nè một lần nữa ở dưới thấp này là được rồi. Đấy, bên này thì thoải mái rồi, không sợ hắt vào bên này nữa. Đấy, cái bên này bên nhà bếp của ông ấy, cứ mỗi lần mưa thì toàn hắt vào hết trong nhà của ông, đâm ra ông cũng còn không nấu nướng được ấy. Đấy, thế này là đấy rồi, xong rồi. Lấy một cái dây buộc vào đây nữa em ơi. Mà cắt một cái dây buộc vào bên này nữa là vào cái vách này là chắc rồi. Quý cô bác anh chị căng được cái tấm bạt này lên trên thì để cho mưa gió ông được yên tâm ở nhà. Không thì ông cứ mỗi lần mưa to gió lớn thì ông toàn phải đi sang nhà em hàng xóm ngủ nhờ. Bây giờ ông có tuổi rồi, cứ đêm hôm đêm đến thì không biết là xảy ra chuyện gì với ông nữa. Trước mắt thì cũng chỉ có một cái miếng bạt che tạm với căn nhà của ông vậy thôi. Còn mai mốt Xuân Thiều cái chia sẻ cái video này, nếu quý anh chị và mọi người có thương cái gia cảnh của ông già mấy tuổi này thì cũng xin ủng hộ ông được một cái căn nhà nhỏ nhỏ, cho dù cũng không to lắm tại vì ông ở một mình ấy. Để cho ông một cái căn nhà nhỏ nhỏ để ông có thể yên tâm sống tuổi già, tại vì bây giờ ông ở một mình cũng rất là thương ông. Thế xong là lấy một cái dây buộc nữa vào là được em ạ. Đấy, cắt cái mẩu dây này này. Đấy. Buộc chắc vào là gió không bay là được. Ồ, đấy, lấy cây này về nẹp vào. Nẹp qua dưới đi. Để qua dưới này. Đấy, buộc vào đây luôn đấy em ơi. Đấy, buộc vào đây xong rồi. Đấy ông ơi, đấy dây buộc vào đây này. Nẹp vào thế này nhá. Buộc một lần ở giữa nữa em ạ, cho nó chắc đi. Tại vì cái khoảng nó rộng quá. Đây này, cho một đốt vào giữa này nữa. Cắt ngắn ngắn thôi, không còn dài đâu. Tại vì cái dây này nó chắc rồi. Đấy, cho vào đấy một lần nữa là chắc. Đấy, được chưa? Đấy. Anh nhá ông nhá, bây giờ mưa gió thì ông không phải là chạy đi rồi nhá, thoải mái rồi. Bây giờ căng cho ông cái bạt này thì mưa gió không sợ rồi nhá. Anh nhá mọi người, Xuân Thiệu vừa cùng mấy em Lành vừa căng được cho ông cái em bạt để che cái ngôi nhà của ông này cho mưa gió. Đêm hôm ông không phải là đi ngủ nhờ nữa, để cho ông yên tâm có cái giấc ngủ vẹn tròn. Mọi lần cứ mưa gió đến ông toàn phải chạy đi ngủ nhờ ấy. Quý cô ba anh chị. Bây giờ ông có nhà mới rồi nhá, thích chưa?
tay nó chạy chém mà chào la. Chào la. Bây giờ ông có cái nhà mới này nhá, ông không phải lo lắng gì rồi nhá. Bây giờ ông chỉ thiếu mỗi một cô vợ nữa thôi là được rồi. Có lấy vợ không? Ông có lấy vợ không? Hả? Không lấy đâu á. Thế nhà ông có đèn không? Có đèn để thắp không? Hả? Đèn. Có đèn dầu hay cái gì để thắp không? Đèn dầu á? À? Vì ở đây cũng chưa có điện nhỉ. Ra bây giờ đấy, bây giờ quay được vòng quanh thế này cũng đỡ hắt rồi. Hôm trước Xuân Thiệu có vào đây ấy, cái góc bếp của ông này ấy, thì mưa hắt vào ướt hết. Ông cũng không để được cái gì ở dưới. Hôm nay thì cũng căng được cái bạt cho ông thì có đỡ hắt vào những cái vách này nha mọi người. Đấy. Cái chỗ này là đợt trước là bị gió tốc bay chảy xuống đây thành cái cũng nước hết rồi nhá. Bây giờ thì cũng gọi là tạm ổn cho ông rồi. Đấy nhá ông nhá, bây giờ là ông không phải lo lắng gì rồi nhá. Đêm đến thì ông cứ thoải mái ngủ nhá, không phải chạy nữa. Chỉ sau rồi, chỉ kia rồi. Mà mua chỗ lo cho mà không chạy rồi, mưa to không chạy. Cái này mưa to ông mua chỗ lo mà nhân che bên nè rồi. Hả? Gãy á? Ông sợ cái côn này gãy á? Cái này thì ông cũng làm lâu rồi phải không? À, đây nha mọi người, cái này cái cột của ông chôn xuống đất cũng lâu rồi, hiện tại cũng yếu rồi. Những cái cột vòng quanh nhà của ông ấy cũng chôn cũng khá là lâu rồi, chỉ dùng bằng cái cột chôn xuống đất thôi nên là cũng khá lâu rồi, nên là cũng không được chắc chắn cho lắm, nhưng mà tạm thời thì cũng chỉ vậy thôi anh nhá. Để ông chủ nhá, hôm nay cháu vào đây thì cũng mua cho ông một cái bạt để căng tạm cho ông, để cho mưa gió ấy, khỏi ruột thôi. Để hôm nào cháu chia sẻ cái video này lên thì có quý cô bác anh chị và những cái nhà hảo tâm ấy, có thương cái hoàn cảnh của ông và có ủng hộ ông được cái căn nhà hoặc là những cái vận dụng gì đấy cho cái cuộc sống của ông đỡ khó khăn vất vả hơn. Thì hiện tại thì ông sống một mình cũng không biết làm cái gì được, ông có tuổi rồi nên là cũng không thể làm cái gì khác được, sống một mình ở cái căn nhà cái này thì chỉ gọi là tạm bợ này nhá mọi người. Đấy, cũng rất là đáng thương. Cũng khá là chắc chắn rồi nha mọi người. Vì cái miếng bạt này nó cũng chỉ có chiều rộng là 4 mét thôi. Đấy, cũng gần như là hết cái mái nhà của ông này. Bây giờ còn cạp vào những cái vách này nữa để cho mưa đỡ hắt. Nha ông nha, hôm nay cháu vào đây cũng chỉ căng được cái bạt cho ông vậy thôi nha. Để hôm khác thì cháu lại vào thăm ông nha. Xin cảm ơn. Làm cho thầy chăm nhé. Giống nhau nhà mới rồi. Giống nhà mới. Đó là cảm ơn thôi, không có gì cho. Ông cũng rất là vui nhỉ. Cũng cảm ơn em nha, cảm ơn em đã sang đây để giúp ông nhé. Tại vì ông cũng không có ai hộ ấy. Hôm nay thì anh vào đây cũng chỉ đi một mình thôi, cho nên là cũng không hộ ông được hết. May quá thì cũng có em ở ngay gần đây thì cũng sang giúp ông để ông có cái miếng bạt che cho đỡ mưa. Cho ông tối đến thì cũng yên tâm để ngủ, không phải chạy nữa. Cảm ơn em nhé. Đó mà kia.
Xuân Thiệu cũng vừa chia sẻ đến quý anh chị và tất cả mọi người về cái hoàn cảnh của ông già mít tủa này. Thì cũng hôm nay Xuân Thiệu cũng mua vào cho ông một cái miếng bạt ấy, để che tạm cho ông cái mái nhà, để cho đêm hôm mưa gió ông không phải là chạy sang nhà hàng xóm để ngủ nhờ nữa, cho ông có được cái giấc ngủ yên tâm. Đấy, cũng một lần nữa Xuân Thiệu cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của Xuân Thiệu. Nếu quý anh chị và tất cả mọi người thấy cái video của Xuân Thiệu hay và ý nghĩa thì hãy ủng hộ Xuân Thiệu bằng cách là đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ và comment ông góp ý để Xuân Thiệu được hoàn thiện mình hơn trên con đường đi chia sẻ và giúp đỡ bà con ở trên vùng cao này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.